Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 22 tháng 5 năm 2020 thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có nhiều mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên em đang có. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến một số những chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan. Thì chế phẩm dành cho hoa lan bên em có Hùng Nguyễn với giá là 25.000 cho một lọ và 50.000 cho một cặp. Kích kiwi xanh với giá là 60.000 cho một ống và kích kiwi đỏ với giá là 70.000 cho một ống. Keo điền da Mỹ Tiến với giá là 40.000 cho một lọ. Keo điền da Mỹ với giá là 50.000 cho một lọ. Atonic với giá là 10.000 cho một gói. Bà sen với giá 20.000 cho một gói, rất là to ạ. Và Kinkin, thuốc diệt trừ các loại bệnh gây hại cho cây trồng với giá là 20.000 cho một gói. Thuốc trừ sâu, rệp và các loại sâu gây hại cho cây trồng với giá là 25.000 cho một gói. B1 Thái với giá em bán là 40.000 cho một lọ. Và cây loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát dành cho cây con, cây trưởng thành và kích cây ra hoa đồng giá 35.000 cho một lọ. Các loại phân bón lá NPK cũng dành cho cây con, cây trưởng thành, kích cây ra hoa cũng đồng giá là 35.000 cho một lọ. Và ngoài ra thì em còn có thêm những vật tư dành cho hoa lan như là rêu với giá 50.000 cho 1kg, giớn, bảng giớn kích thước là 20-60 với giá là 35.000 cho một bảng. Và giớn đĩa với giá là 20.000 cho một cái. Và ngoài ra thì em có thêm chậu nhựa vỏ thông với 20.000 cho 1kg, phân dê với giá là 20.000 cho 1kg. Đặc biệt thì em có cái sản phẩm đó chính là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng. Tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng, không có lẫn chất bảo quản, không có lẫn tạp chất, nguyên liệu tại địa phương và sản xuất tại địa phương, không qua trung gian nên cả đảm bảo về chất lượng cũng như là giá thành để cô chú anh chị có thể mua cho gia đình một cái sản phẩm có tính năng dược liệu rất là tuyệt vời. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt nhé. Em bán đồng giá là 40.000 cho một lọ. Dạng treo cô chú anh chị có thể treo trong phòng khách, phòng ngủ, treo trên xe hoặc là treo trong phòng làm việc ạ. Có tác dụng diệt khuẩn, làm sạch không khí. Còn cái dạng nhỏ giọt thì mình có thể sử dụng để xông tinh dầu hoặc là sử dụng để xoa bóp cũng rất là tiện dụng. Dạng lăn này thì mình có thể sử dụng để trong trường hợp như là bị đau đầu hay là đau cơ, mình sử dụng lăn xoa bóp rất là tiện dụng luôn cô chú anh chị nhé, mà nó giảm đau rất là nhanh ạ. Cô chú anh chị có thể lên thêm Google để kiểm tra biết thêm những cái tính năng rất là tuyệt vời của dòng tinh dầu hồi này. Rồi tiếp theo sang bên này đây là rất nhiều những cái mặt hàng lan đẹp mà hôm nay bên em có. Trước tiên là dòng đai châu rừng bóc trụ cô chú anh chị này. Đó, hôm nay em vừa cập bến một cái lô đai châu rừng bóc trụ xanh mướt và cực đẹp luôn như thế này cô chú anh chị nhé. Hàng châu bản lá xếp, bản lá rất là to và những cây châu này thì nó sẽ dao động khoảng tầm 3 cho đến 5 cây trên 1kg ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Những cây châu này cô chú anh chị chỉ cần ghép vào những cái chậu gỗ đi, những cây to to ấy ạ, một chậu khoảng tầm 1-2 cây là nó đã quá tuyệt vời rồi nhé. Em bán với giá là 620.000 cho 1kg dòng châu rừng bóc trụ này. Rồi tiếp theo sang bên này đây là kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Cái lô hàng hiện tại thì chưa có nụ cô chú anh chị nhé, chưa có nụ ạ. Ở những lô hàng trước của em về ấy, thì cũng có những cái lô cũng chưa có nụ và khách hiện tại đã khoe rằng là hiện tại là cây đã bắt đầu nhú nụ rồi. Nói chung khi mà hàng chưa nứt nụ như vậy cô chú anh chị về lấy về ạ thì sẽ được chơi hoa rất là trọn vẹn luôn cô chú anh chị nhé. Kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng đây này, cô chú anh chị nhìn này, cây này đang bắt đầu là nụ, đang bắt đầu là trồi lên như vậy rồi. Đó, hàng này cô chú anh chị lấy về là chơi hoa trọn vẹn luôn cô chú anh chị nhé. Quá tuyệt vời luôn đấy ạ. Em bán với giá là 330.000 cho 1kg kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng, cắt tỉa đẹp và xanh mướt như thế này. Và bên này là dáng hương cẩm báo á, những dáng hương cây dáng hương cẩm báo hàng lá xếp. Và những cây này thì
dân lấy khai thác về thì cái sự tổn thương lá thì rất là ít luôn. Cô chú anh chị nhìn cho em này, cái cây cẩm báo rất là xinh, là hoa thì thơm từ thân lá rồi chứ không phải nói đến thơm hoa nữa không đâu ạ. Giá hương cẩm báo em bán với giá là 200.000 cho 1 kg. Thì chỗ này thì cây nó cũng vừa vừa thôi cô chú anh chị nhé. Còn bên này là dòng lan sơn thủy tiên, hàng họng nâu đen và nâu đỏ. Hàng này thì còn gọi là cái dòng lan đột biến ạ. Khi mà em lấy hàng thì hàng này là đang nở hoa rất là sai hoa cô chú anh chị nhé. Khi đóng gói vận chuyển thời điểm bây giờ nó đã tàn hoa rồi. Nên là em vẫn bao chuẩn là sơn thủy tiên họng nâu đen nâu đỏ cho cô chú anh chị. Với giá em bán là 550.000 cho 1 kg. Hàng này cô chú anh chị về ghép trồng để chơi mùa hoa cho sang năm thật trọn vẹn nhé. Cái hàng này thì rất là dễ thuần dễ chăm cô chú anh chị ạ. Và bên này đây là cái lô phi điệp vàng quá xanh quá đẹp như thế này. Hàng này thì em đã cắt tỉa bỏ những cái thân già đi rất là kỹ rồi cô chú anh chị ạ. Nên là về cô chú anh chị sẽ được rất là nhiều thân hoa để mà mình chơi nhá. Hàng không quá dài và cũng không quá ngắn, rất là đẹp như vậy này. Hứa hẹn mùa hoa tháng 8 rực rỡ. Em bán với giá là 140.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhá. 140.000 cho 1 kg phi điệp vàng. Rồi tiếp theo bên này đây là dòng giáng hương tam bảo sắc này. Giáng hương tam bảo sắc đây ạ. Giáng hương tam bảo sắc dòng lá xếp rất là xinh. Đó. Hàng thì hiện tại như thế này này. Dòng giáng hương tam bảo sắc này là một cái dòng hàng rất là phổ thông. Phổ thông mà chỉ cần một chùm hoa nở thôi thì đã thơm khắp cả khu vườn rồi cô chú anh chị ạ. Hoa cực thơm luôn ạ. Cái dòng giáng hương tam bảo sắc này em bán hàng hôm nay thì em còn một lượng ít hàng như thế này. Với giá là 170.000 cho 1 kg. Đó, hàng lá xếp xinh nhé cô chú anh chị nhé. 170.000 cho 1 kg giáng hương tam bảo sắc như vậy đây ạ. Đã, hàng hiện tại đang nở hoa rất là thơm luôn cô chú anh chị này. Tiếp theo sang bên đây này đây là dòng lan bạch ngọc đuôi công, một cái dòng lan mà hội tụ tất cả những cái vẻ đẹp của một cái dòng địa lan nhá. Hoa nở đúng vào thời điểm Tết luôn ạ. Hoa thì rất là to và bền hoa, và hoa thì lại rất là thơm nữa. Em bán dòng này với giá là 300.000 cho 1 kg. Cô chú anh chị cùng nhìn lại cái giáng hương tam bảo sắc bên này. Em đứng ở đây một vài nhánh hoa nở mà cứ cái mùi hương cứ thoang thoảng rất là thơm luôn cô chú anh chị ạ. Còn bên này đây là lô sơn thủy tiên này cô chú anh chị này. Sơn thủy tiên hàng này thì hàng mặt hoa sổ số nhé cô chú anh chị nhé. Mặt hoa sổ số. Nếu như cô chú anh chị may mắn có thể có được những cái cây sơn thủy tiên đột biến ạ. Còn thì hàng này là hàng mặt hoa sổ số, hàng khai thác ở rừng. Sơn thủy tiên này em bán với giá là 200.000 cho 1 kg. Hàng dề rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Dề rất là đẹp. Và đây là hàng sơn thủy tiên Bắc, nên là cô chú anh chị lấy về thì sẽ rất là dễ thuần và dễ chăm. Rồi tiếp theo bên này đây thì em có cái dòng lan hài về nữ hay còn gọi là tiên hài. Với giá em bán là 150.000 cho 1 kg thôi. Còn bên này là kiếm đỏ bác đô, một cái dòng kiếm có mùi hương mật ngọt rất là quyến rũ. Dòng này em bán với giá 100.000 cho 1 kg ạ. Và bên này là em có cái dòng lan Vanda nhé cô chú anh chị nhé. Vanda. Vanda rừng thì em bán mỗi một bó như vậy này cô chú anh chị này, đủ cô chú anh chị có thể ghép cho gia đình mình, cho vườn mình một cái bó Vanda, một cái giò Vanda để rất là thơm cho không gian vườn này. Với giá em bán ở đây là 50.000 cho một bó thôi. Và bên này là đùi gà dẹt, hàng rụng lá nhé đây ạ. Những cái mầm gốc thì cũng đang bắt đầu là nhú lên như thế này, rụng lá nhìn thì rất là xấu mã, nhưng mà cô chú anh chị lấy bây giờ là những cái mầm gốc chăm những cái mầm mới bắt đầu lên như vậy là rất là tuyệt vời luôn nhá, mà mua thì cực lợi cân luôn đó. Đùi gà dẹt hàng rụng lá và xấu mã như thế này để làm hàng giống chơi hoa xuân hoa Tết nhé. Em bán hàng này với giá là 160.000 cho 1 kg đùi gà dẹt ạ. Rồi tiếp theo sang bên này đây là dòng đùi gà tròn này. Đùi gà tròn cũng vậy cô chú anh chị nhé. Đùi gà tròn, hàng này là cũng vừa mới qua mùa hoa xong nên là cũng rụng lá, nhìn cũng xấu mã như thế này thôi cô chú anh chị nhé. Đấy, thân thì cũng rất là căng, khỏe, tươi đẹp nhưng mà lại rụng lá. Hàng này thì còn chưa kịp lên mầm nữa cơ cô chú anh chị này. Về cô chú anh chị, đấy, có một số cây đã lên mầm rồi. Và cái dòng đùi gà tròn này thì xấu mã như vậy thôi, em cũng bán với giá là 160.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Bình thường giá của gà tròn là không rơi dưới 100, không rơi dưới 180 cho đến 200 đâu ạ. Còn bên này đây là dòng lan bạch ngọc đuôi công, đẹp lắm luôn cô chú anh chị này. Bạch ngọc, không phải bạch ngọc đuôi công mà đây là kiếm bạch ngọc nhé cô chú anh chị nhé. Dòng lan kiếm bạch ngọc ạ. Hoa màu trắng, bông to và rất là thơm luôn. Nở trước bạch ngọc đuôi công 1-2 tháng. Dòng bạch ngọc đuôi bạch ngọc này, kiếm bạch ngọc này em bán với giá là cũng 300.000 trong 1 kg ạ.
Và bên này đây là dòng lan hoàng thảo đơn cam. Những cái cây hoàng thảo đơn cam này thì nói chung là được rất nhiều những người chơi lan ưa thích săn tìm. Cái dòng lan có hoa màu cam lửa, cây nhỏ nhưng bông hoa rất là to, đẹp cô chú anh chị nhé. Và dòng đơn cam thì cái mùa này thì nó vừa mới nở hoa xong. Đó, nở hoa vừa mới nở hoa xong nên là cây thì nhìn, nếu như cô chú anh chị nào mà không chơi quen ý, nhìn cây này thì chắc chắn rằng là nghĩ rằng cây này không có sự sống rồi. Nó rất là khô như thế này cô chú anh chị nhé. Rất là khô như thế này. Nó cũng có những cây thì đang lên mầm con này. Đấy, thực ra thì cái hàng đơn cam này này, cái mùa trước đấy thì cái thân là không có lá gì cả, mùa đông ấy. Và lúc mà nó chưa nở hoa, thân không có lá gì cả nên là dân người ta không tìm được. Đến khi bắt đầu mà nó nở hoa một cái thì những cái màu cam như này thì rất là dễ phát hiện nên là dân người ta mới tìm ra. Nhưng mà đồng thời thì cái lúc đấy là cái mầm gốc của nó cũng đang lên như thế này rồi. Đấy, nhưng mà qua đóng gói vận chuyển thì những cái mầm này cũng sẽ có thể bị hỏng đi nhá cô chú anh chị nhá. Là khi mà cô chú anh chị lấy hàng về, tình trạng cây thì như vậy nên là về cô chú anh chị sẽ vui lòng là cắt tỉa và có thể đợi thêm những cái mầm mới. Cô chú anh chị cứ yên tâm, đây là mùa đang phát triển của cây nhá. Là cứ đợi mầm mới thôi. Và dòng hoàng thảo đơn cam này thì em xin phép được bán với giá là 650.000 cho 1 kg. Em bán từ 200g trở lên cho cô chú anh chị sưu tầm. Và với một bó đơn cam như thế này, cô chú anh chị này, một bó đơn cam như thế này thì đây chỉ có rơi vào có 100g thôi ạ. Chỉ rơi vào có 100g thôi mà em khi mà em cởi ra thì cô chú anh chị sẽ thấy là được rất là nhiều luôn. Nên là em chỉ bán từ 200g trở lên, em đã bán từ 200g trở lên rồi cô chú anh chị nhá. Đây này, cây chỉ cần một đốt ngón tay thôi là nó đã nở hoa rồi. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em. Cây thì khô thôi cô chú anh chị nhá. Về khi mà em đóng gói cho cô chú anh chị những cái bông hoa nó tàn đi nữa là gần như là nhìn cây rất là khô luôn. Và bên này là dòng lan hoàng thảo lụa vàng ạ. Cây này cũng là một trong những cây lọt vào top những cây có mặt hoa rất là đẹp nhá. Lụa vàng với giá 220.000 cho 1 kg, hàng cũng đang mầm. Còn bên này đây là dòng lan hoàng thảo long nhãn ạ. Cây thì rất là dài, mượt và đẹp. Và riêng dòng hoàng thảo long nhãn này, nếu như cô chú anh chị mà ở gần gần đây ạ, mang về lấy một lượng long nhãn về và ghép lên cây, khi mà nó sổ hoa thì nó thực sự là rất là rực rỡ và đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Đẹp lắm cô chú anh chị ạ. Hoàng thảo long nhãn này em bán với giá là 100.000 cho 1 kg thôi. Và cây khá là dài nên là khi mà vận chuyển đi xa ấy, vận chuyển đi xa thì cước sẽ khá là cao cô chú anh chị nhé. Nên là em cũng chỉ mong là cô chú anh chị ở ngoài miền Bắc là mua thôi. Còn nếu như cô chú anh chị trong miền Nam mà lấy thì xác định là cước sẽ rất là cao. Còn bên này đây thì em có cái dòng hoàng thảo nghệ tâm. Nhìn cây thì rối tinh rối mù như vậy này cô chú anh chị này. Nhưng mà khi mà lên giò thì không điểm nào để chê được cô chú anh chị này. Đây ạ, đây là hoa của hoàng thảo nghệ tâm đây cô chú anh chị nhá. Bên ngoài hoa của nó đẹp rực rỡ lắm. Trong hình này chưa lái gì đâu cô chú anh chị ạ. Hoa đẹp cực kỳ luôn. Và một bó như vậy đủ cô chú anh chị là một giò rất là xinh nhá. Em bán cái dòng này với giá là 50.000 cho một bó. 50.000 cho một bó hoàng thảo nghệ tâm. Rồi tiếp theo sang bên này là em có dòng lan hài Trần Liên. Một trong những cây lan hài liệt vào top những cây lan hài đẹp nhất của Việt Nam nhé. Và dòng lan hài Trần Liên này em xin phép được bán với giá là 420.000 cho 1 kg. Lượng hàng thì còn rất là ít ạ. Và bên này đây là những cái cây châu Thái hàng bảng gỗ rất là đẹp. Và riêng dòng châu Thái thì khi mà sổ hoa thì sẽ sổ ra nhiều những cái mặt hoa đa sắc màu và rất là đẹp. Cô chú anh chị có thể nhìn cho em ạ. Những cái cây ở đây thì nó đã thể hiện là những cây có màu sắc rất là khác nhau rồi đúng không ạ? Nên là khi mà sổ hoa cũng sẽ có rất là nhiều màu khác nhau. Và những cái cây đai châu này thì mỗi một cây thì được trồng trên bảng gỗ như vậy này. Và ít nhất là từ 4 cặp lá trở lên cô chú anh chị nhé. Thường đa số là 5 cặp lá, 2, 4, 5 cặp lá tính cả lá dưới chân đấy ạ. Và một cái chậu châu như vậy thì năm ngoái đa số là có từ 1 đến 2 vòi hoa trở lên rồi. Và em xin phép được bán với giá là 200.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. Hàng là không lỗi lá, từ 4 5 cặp lá trở lên. Đó, rất là đẹp như thế này. Hàng này cô chú anh chị về trồng vào những cái chậu nhựa hoặc là ghép liên trụ thì quá đẹp luôn ạ. 200.000 cho một cây thôi cô chú anh chị nhé. Còn bên này đây là những cái em có những cái chậu châu hàng chậu nhựa nhé cô chú anh chị nhé. Hàng chậu nhựa. Đó thì cây hàng chậu nhựa này thì nó sẽ nhỏ hơn hàng chậu gỗ bên kia. Đấy, thì cây nó rơi vào khoảng tầm 2 cặp lá rưỡi, 3 cặp lá. Và những cái chậu châu này thì cũng đang bắn rễ non này, em bán chỉ 90.000 cho một cây thôi cô chú anh chị nhé. Về trồng trụ hoặc là ghép trụ là rất là hợp lý luôn ạ. Yeah. 90.000 cho một cây châu hàng chậu nhựa và 200.000 cho một bảng châu gỗ rất là đẹp.
Và bên này là những cái chậu địa lan quân tử. Theo em thì đây là những cái chậu địa lan rất đáng sưu tầm, là những cây địa lan đã rất là to như thế này rồi cô chú anh chị này. Cây thì 3 4 cặp lá trở lên hết rồi, trưởng thành rất là to đẹp như vậy rồi. Một chậu như vậy thì em xin phép được bán với giá là 100.000 cô chú anh chị nhá. Và những chậu địa lan quân tử này nếu như nói về mặt mặt phong thủy thì nó sẽ nó mang cái tính phong thủy, đó là cái sự tài lộc, may mắn và thịnh vượng cho những người sở hữu cái dòng lan quân tử này. Còn nếu như nói về mặt thực tế thì cái dòng lan quân tử này nó có thể giúp mình loại bỏ những chất khí độc hại này, và loại bỏ những cái tia sóng từ điện thoại hoặc là tivi của chú anh chị nhé. Tạo ra cái môi trường, cái không gian rất là trong lành cho gia đình khi mà cô chú anh chị trồng trong phòng khách hoặc là trên bàn làm việc đấy ạ. Rồi chỉ có 100.000 cho một chậu lan quân tử rất là đẹp như thế này thôi cô chú anh chị này. Rồi tiếp theo sang bên này là em có những cái cây trầm siêu đỏ. Trầm siêu đỏ nhá, em vẫn có những cây trầm siêu đỏ, cái mặt bông cánh bầu rất là đẹp, bông hoa to, cánh bầu đẹp nhá, mặt hoa tím đậm lắm luôn. Tuy nhiên thì những cây này thì nó nở hoa khá là lâu rồi, bản lá tròn lá mít đẹp luôn này cô chú anh chị này, bông hoa rất là to luôn. Và những chậu trầm siêu đỏ như vậy thì em xin phép được bán với giá là 180.000 cho một chậu trầm siêu đỏ. Cái hàng này thì nó không phải ngắn như hàng trầm rừng mà nó có thể khi mà cô chú anh chị trồng chăm được nó sẽ vươn rất là cao và đẹp nhá. Rồi tiếp theo sang bên này là em có rất nhiều, hôm nay em lại có rất là nhiều những cái chậu đen đô xuân rất là đẹp luôn ạ. Đây là hàng đen đô xuân trồng thuần trong nước nên là khi mà cô chú anh chị mua sưu tầm cho gia đình mình thì hết sức là yên tâm luôn. Về nó sẽ mình chơi hoa xong năm nay rồi, nhân giống để sang năm thoải mái, chứ không phải là giống như những cái hàng mà khi cô chú anh chị mua hàng Tết nhập ngoại về chơi xong rồi thì cái sự chăm sóc để chơi trong mùa sau thì nó cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Đó, một chậu thì nó có rất là nhiều thân như thế này cô chú anh chị nhé, rất là khỏe đẹp luôn, với giá chỉ 200.000 cho một chậu đâu thôi ạ. Và cái hàng này thì cô chú anh chị có thể chơi vĩnh cửu luôn, chứ không phải là hàng như hàng mình chơi hoa Tết một mùa đâu ạ. Chậu nào mà lớn ấy, thân nào mà lớn thì nó sẽ có ít thân nhé cô chú anh chị nhé, có thể chỉ có 3 thân thôi nếu như với những cái chậu mà có thân lớn. Còn những cái chậu mà có thân nhỏ thì nó sẽ nhiều thân hơn và chỉ 200.000 cho một chậu thôi. Rồi tiếp theo sang bên này là em có rất là nhiều hình dáng hương đôi đuôi cáo này, cẩm báo, những cây hàng tuyển rất là đẹp và những phần phi hiệp tím của vùng Cao Bằng với giá rẻ để giao lưu cùng cô chú anh chị này. Em xin phép được giới thiệu từ những cái hình đầu tiên trở đi. Trước tiên thì em vẫn có những cái hình đai châu rừng và đai châu Thái, em thanh lý cô chú anh chị nhé. Xin được giới thiệu từ hình đầu tiên trở đi ạ. Hình đai châu rừng thì em có hình số 1 này. Hình châu rừng số 1 với giá em bán là 300.000. 300.000 cho hình số 1 2 cây. Hình còn tiếp theo sang bên này sẽ là những hình châu Thái thanh lý với giá rẻ. Hình số 2 một cây châu Thái rất là to như thế này, thanh lý lỗi lá với giá 260.000. Hình số 3 với giá là 220.000 đấy ạ. 220.000 có 3 cây. Đấy, 3 cây, nói chung là hàng này thì rẻ nhưng mà nó lỗi lá các chú anh chị nhá. Tiếp theo là hình số 4 với giá 220.000. Cây này thì hình này thì lỗi lá rất là ít luôn, có 2 cây to đẹp như vậy. Hình tiếp theo hình số 5 với giá 120.000, em có 2 cây. Số 6 240.000 có 3 cây luôn cô chú anh chị nhá, 3 cây luôn ạ. Nói chung là những cái hàng này về chăm chắc chắn là sang năm Tết đến này là mỗi cây phải có 1 2 vòi hoa hết rồi. Hình số 7 260 có 2 cây châu Thái rất là to này. Đó. Hình số 8 một cây châu lá mít, hai cây châu như tất cả nhá, 220.000, có một cây lá mít này và thêm một cây dưới này nữa. Đó. 220.000 ạ. Hình số 9 240.000. 240.000 cho hình số 9 này đây. Và hình số 10 180. Hình số 10 180 này cô chú anh chị này. Đó. Và hình số 11 là 160.000. Có hai cây châu. Và hình số 12 sang bên này sẽ là hình dáng hương đuôi cáo của chú anh chị nhá. Dáng hương đuôi cáo ạ. Trước tiên là hình số 12A trước này, hình số 12A trước. Hình số 12A này em có 1 cây, 2 cây này, 3 cây và một cặp đôi xếp này nữa nhá. Một cặp đôi gồm 2 cây xếp rất là xinh. Đó, 2 cây xếp vế rất là xinh. Đây là có tổng tất cả là 5 cây xếp như vậy, đẹp như vậy. Hình này em sẽ xin phép được bán với giá là 220.000 cho hình số 12A. Và hình số 12. Hình số 12 này có tất cả là 6 cây xếp vế. 6 cây xếp V đẹp này em bán 220.000. Và hình số 13 cũng là một cái hình cáo xếp rất là đẹp. Tổng hình này có tất cả là 5 cây cáo xếp V nhé cô chú anh chị nhé. 5 cây cáo xếp đẹp như vậy với giá 280.000 ạ. Hình số 14 7 cây cáo xếp, có những cây xếp rụt luôn cô chú anh chị này. Đó, 7 cây cáo này em bán 220.000 cho hình này.
có những cái vòi nụ này, có khá nhiều nụ. Hình tiếp theo là hình số 15, 180.000. Hình này chỉ có 3 cây thôi. 3 cây này to nhá, có cây bản lá mít luôn đấy ạ. Mít tròn luôn, cái vòi nụ vươn rất là đẹp như vậy này. Đó, cây này mít rụt luôn. Hình này với giá 180.000 cho hình 15. Hình số 16 cũng là một phần cáo xếp bản lá to, dày, rất là đẹp. Tất cả là 5 cây với giá 220.000 cô chú anh chị nhá. 220.000 cho hình này. Đó, nói chung là lá đều là những cây lá mít xếp đẹp. Tiếp theo là hình số 17. Hình số 17 này một phần cáo rất là nhiều xung xuê to và đẹp. Hình này có 5 cây, 5 cây mà rất là đẹp luôn đúng không ạ? Hình này em bán với giá 220.000. Và hình số 18 với giá là 180.000. Hình này có 7 cây. 7 cây cáo hình số 18 này với giá là 180.000. Sang bên này đây sẽ là những cái phần phi điệp tím của vùng Cao Bằng. Một cái vùng miền mà được nhiều người chơi lan rất là ưa thích mặt hoa điệp của vùng Cao Bằng. Cây dù có nhỏ có lớn thì mặt hoa cực kỳ là to luôn. Cái bông hoa rất là to và đẹp. Đây là một số cái mặt hoa mà sổ tại vườn nhà em. Ở đây cây này thì gần như là ám luôn ạ. Rất là đẹp. Đó, đây ạ, cánh bầu. Cánh bầu rất là xinh đúng không ạ? Nói chung là nhiều cô chú anh chị khi mà đã mua lan bên em rồi á, mua điệp tím bên Cao Bằng bên em rồi, thì nhiều cô chú anh chị rất là muốn quay trở lại để sở hữu thêm những cái bông điệp của vùng Cao Bằng. Đó, nói chung là đây là những cái bông hoa chưa phải xuất sắc nhưng mà cũng rất là xinh đúng không ạ? Đây là một số mặt hoa điệp của vùng Cao Bằng rất là phổ thông mà bên em đang có đấy ạ. Rất là đẹp như thế này. Rồi em xin được giới thiệu từ những hình đầu tiên của điệp này, hình 19, một cái rề điệp. Một rề điệp này là có hai mầm, hai thân hoa luôn cô chú anh chị nhá, hai thân hoa luôn đấy ạ. Hai thân hoa, tuy nhiên chỉ có một mầm tơ ở đây thôi. Và cái mầm gốc một đẹp, những cái mầm gốc này, mầm gốc đây rất là khỏe luôn nhé cô chú anh chị nhá. Cây này thì mầm không thấy mầm già đâu nhưng mà hai cái mầm gốc quá đẹp luôn đấy ạ. Đấy, cái rề và một cái thân này khá dài như thế này. Hình này em xin phép được bán 600.000 cho hình 19. Hình 19 này về cô chú anh chị ghép là được giò rất đẹp luôn đấy ạ. Hình số 20 với giá là 600.000. Hiện tại thì hàng bây giờ là nó nụ lớn lớn một tí rồi nên là vận chuyển đóng gói về đi là nụ nó cũng bị vướng, từ rừng về nó cũng bị vướng, bị hỏng của chú anh chị nhá. Nên là chủ yếu làm về mình để chăm, để chơi hoa cho sang năm thôi. Cái hình này rất nhiều thân tơ kèm, thân già kèm theo thoải mái của chú anh chị, ươm ki kích ki nhá. Thân già thì rất là nhiều mắt ngủ luôn. Nói chung là ươm ki kích ki thì quá tuyệt vời. Hình này em bán 600.000. Tiếp theo là hình số 21 cũng 600.000 cô chú anh chị nhé, 600.000 ạ. Và hình số 22, hình số 22 này em bán với giá là 300.000. Và hình số 23 với giá là 500.000, cái dề thân rất là nụ, nụ đẹp. 300.000, cô chú anh chị nhìn này, cái lá này, tròn rất là đẹp, lá dày đẹp nhá. Hình tiếp theo hình 24 với giá là 400.000, một dề này, một thân này. Nhìn như vậy thôi khi vào ra hoa, cái cây này có khả năng còn ra ám rất là đẹp luôn. Hình này em bán với giá là 400.000 cho hình 24. Hình 25, hình 25 này 380.000 đấy ạ, 380. Hình 26 với giá là 460. Hàng thân lá mập, lá dày tròn rất là đẹp, thân cũng rất là mập nhá, 460.000 ạ. Hình số 27, hình số 27 này đây, một cái dề này dài, rất là dài nhé, kèm theo rất nhiều thân già luôn ạ, thân mập ú ụ như thế này. Cái dề này em xin phép được bán với giá là 1 triệu tròn cho hình 27, cho dề hình 27 này. Và tiếp theo là hình 28 với giá 550.000 cô chú anh chị này, 550.000 cho hình 28. Đó. Hình 29 với giá 440.000, 440.000 rất là dài. Hình số 30 với giá là 360.000 ạ, 360, hình 30. Hình 31 với giá 320.000 cô chú anh chị nhé. Đây hình 32 này cô chú anh chị này, hình 32 cái dề này em xin phép được bán với giá là 300.000. Lá mít luôn cô chú anh chị nhé, thân nụ lá mít luôn ạ. 300.000. Và hình số 33. Hình số 33 này thì thực sự là một cái dề nó quá là đẹp luôn. Đây là hàng thân vừa nụ vừa rụt đấy cô chú anh chị. Cây này thì rất là tiếc, cái thân tơ này nó bị gãy mất rồi ạ. Nhưng mà cô chú anh chị có thể nhìn cho em cái mầm gốc vừa mới lên. Đó, chuẩn lá mít như thế này cô chú anh chị nhá. Mít mà còn mít rụt nữa cơ. Đây cô chú anh chị nhìn này, nhìn cái mớ thân già của nó là cô chú anh chị biết cái độ mập khỏe của nó rồi. Cái dề này thì chủ yếu bán hàng giống thôi.
Em mua thì cũng rất là nhiều thân già kèm theo như vậy, thoải mái cô chú anh chị về ươm kỳ. Nói về này em xin phép được bán với giá là 700.000 cô chú anh chị nhé, 700.000 cho hình số 33 này. Hình tiếp theo hình số 34 với giá là 500.000 ạ. Cái hình này thì thân rất là xanh luôn, 500.000. Hình số 35, hình số 35 này ạ, hình 35 này em bán 400.000. Hình số 36 450.000. Hình số 37 với giá 460.000. Đấy, thân vàng óng luôn cô chú anh chị này. 460.000 cho hình 37. Hình 38 là một cái dề gồm hai thân tơ nhé cô chú anh chị nhé, thêm cả kia ở trên kia nữa kìa. Đó, hình này em bán 600.000 cho hình 38. Một dề này 600.000. Và hình 39 là 360, hình 39. Hình 40 450.000 ạ. Hình 40 450.000 đây cô chú anh chị nhìn này, lá dày tròn rất là đẹp, 450.000 là thân nù nhá. Hình số 41 450.000 ạ. 450.000 cho hình số 41 này. Và hình số 42 với giá 400.000. Và hình số 43. 43 này đây thì em bán với giá là 450.000. Hình số 44 250.000 thôi ạ. 250.000. Hình số 45 260.000. Hình số 46 hai kiến luôn, hai kiến này cô chú anh chị ạ, thêm một kia ở trên nữa nhá. Hình này em bán với giá là 300.000. Hình số 47 với giá là 400.000, 400.000. Đấy, 400.000 cho một dề này, hai thân này với cả một ki nhỏ nhỏ ở đây nữa, 400.000 cho hình 47. Hình 48 300.000 cho ba ki. Ba ki đấy ạ. 300.000 cho hình này. Và hình số 49. Hình 49 này có 1 này, 2 này, 3, 4 kiến. 4 kiến này 260.000 ạ. Hình số 50 có hai kiến rất là to khỏe đẹp như vậy với giá 220.000. Hình số 51. 51 là có 1 này, 2 kiến này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 kiến này, 6 kiến này. Thêm 1, 2 cái phần hỏng hỏng này nữa này cô chú anh chị này. Đó, cái hình này em bán với giá là 300.000 cho hình 51. Hình số 52, 300.000 đây, 300.000, 2 kiến này, thêm cái dề này nữa. Và hình số 53 có 2 dề này em bán với giá là 300.000. Rồi tiếp theo sau bên này là những cái hình trầm tím hàng rừng nhá. Hàng này thì em đã thuần từ năm ngoái rồi. Đây là cái hàng này thì hàng gãy dập ạ, nên em cho vào vườn này, hoa rất là tím đậm luôn cô chú anh chị nhá. Đấy, về thì cô chú anh chị chỉ việc gắn phân thôi mà cây thì rất là khỏe rồi, đang lên mầm rất là xinh như thế này. Rồi em có cái hình hình số 54, một bảng trầm hiện tại đang lên 1 2 3 4 5 mầm tơ như thế này. Đó, cái bảng này về cô chú anh chị gắn phân là phân nữa là sang năm được giò mập ú luôn. Hình số 54 160 nhá cô chú anh chị nhá. Và hình số 55 đang có mặt hoa tím lịm luôn đây cô chú anh chị này. Tím lịm rất là xinh luôn đấy ạ. Hình 56 này đây có hai mầm khỏe đẹp như vậy nhá, đang hoa. Hình này em bán với giá là 150.000 cho hình 55 ạ. 55 150.000 đây, có một số ki nữa này. Đấy, 1 à 2 này, 3 hai mầm lớn và một hai cái ki nhỏ này nữa. Hình tiếp theo là hình số 56, 200.000. 200.000 cho hình này cô chú anh chị này. Hình này thì có một mầm to, hai mầm to, ba mầm. Sang bên này có một ki nhỏ nhỏ này nữa. Cái hàng này thì bản thân nó rất là dài và đẹp luôn đấy ạ. Tuy nhiên thì em cũng vừa mới thuần 1 2 năm thôi mà cũng chưa có thời gian để chăm sóc. Cái hình này em bán với giá là 200.000 nhé cô chú anh chị nhé. Hình tiếp theo là hình số 27. Hình 27 này thì thực sự là có hai mầm rất là khỏe đẹp luôn mà đang có hai vòi nụ rất là xinh như thế này, đang trúng chím nở cô chú anh chị nhá. Hoa rất là sai luôn ạ. Cái hình này em bán với giá là 220.000 cô chú anh chị nhá. Hoa sai và nó là hàng dề nên là sổ hoa rất là đều luôn ạ. 220.000 cho hình 57. Hình 58 này rất là nhiều ki luôn, nhiều mầm luôn ạ. Đây ạ, 1 2 3 4 hình 58 này em bán 180.000 nhá. 180.000 cho hình 58 này. Ở dưới này còn có hai kiến nhỏ đây này. Ba mầm lớn và hai mầm nhỏ bên dưới này. 180.000 ạ. Hình 59. Hình 59 là hai cây cẩm báo đây cô chú anh chị này, mỗi một cây hai vòi hoa rất là đẹp như thế này. Đấy. Cái dề cẩm báo này, dề cẩm báo này nhá, nguyên một dề luôn đấy, nhưng mà nó bị ở đây cây cây này dân người ta giữ lấy được rừng về nó bị gãy mất ra đây này.
Nguyên một dề như vậy em xin phép được bán với giá 130.000 cho hình 59 này. Về cô chú anh chị làm một giò quá đẹp luôn. Hình tiếp theo, hình 60 170.000, toàn những cây lá xếp thôi, ba cây lá xếp nhé cô chú anh chị nhá. Ba cây lá xếp. Lá xếp rất là đẹp. Đó. Hình này với giá là 170.000 quá đẹp cho hình 60 này. Và hình 61 một phần cẩm báo này có hai cây xếp đẹp như vậy. Hình này em bán 150.000 ạ. Hình 62 một ngọn cáo nguyên bản xếp sinh. Hình này em bán 130.000 thôi nhé, bản lá rất là dày. Hình 63. 63 250.000. Có hai ngọn cáo xếp rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Đây ngọn 1 này. Ngọn 2 đây ạ. Đó, 250.000. Và hình 6, hình 64 này là một cái giò vanda như vậy này, em bán 100.000 cho hình 64. Và hình 65 là một giò vanda hương chanh, lá xếp rất là đẹp nhá. Vanda hương chanh thì cái mặt hoa màu vàng chanh và cái mùi hương của nó cũng thế. Dòng này thì hoa rất là xinh luôn ạ. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em giò vanda hương chanh này, em xin phép bán với giá là 150.000 cho giò vanda hương chanh này. Và một cái giò long tu xuân này, bảng long tu xuân này em bán thanh lý để cô chú anh chị về chăm với giá là 100.000 nhá cô chú anh chị nhá. Về gắn phân và chăm sóc nó ạ. À, rồi bên này em có hai cái dề kiều tím rất là to và đẹp đấy ạ. Hai dề kiều tím này thì em có cái dề số 1 nhá. Dề số 1 này cô chú anh chị này, hàng này hoàn toàn là chưa hoa đâu. Và em thấy là có những cây hiện tại là đang chuẩn bị nứt vài nụ hoa luôn rồi đấy ạ. Một thân như thế này có thể nứt vài nụ hoa bởi vì cái thân của nó rất là to mà. Nên là mỗi một thân như vậy có thể ra vài chùm hoa đấy cô chú anh chị ạ. Hôm nay em thấy là những cây có những cây đã nứt nụ rất là xinh rồi. Đấy, đang sưng những cái mắt nụ thôi cô chú anh chị này. Đó, cái dề kiều phần 1 này rất là to, đẹp luôn. Cái dề này em xin phép được bán với giá là 700.000. Và phần kiều số 2, cái thân cũng rất là mập và khỏe ạ. Ừ, hôm nay em thấy cái hình như là cái chỗ này ấy.